Cây già hái ăn đi cho lòi con họng luôn. Vô lại mẹ cho ăn keo kìa. Cây xấu hổ ở đâu, có cây xấu hổ đâu. Nói cái gì mấy mẹ con tính nhiều chuyện. Tuổi thơ dữ dội. Dữ dội. Ăn trái này. Những người nào ăn trái này là những người đã có gia đình hết rồi đấy. Cái quần què nè. Bây giờ Tina nó ăn nó có gia đình đâu. Mà làm như là mình. Những người mà được ăn trái này là những người đã có gia đình hết rồi. Tàu lao. Còn những trẻ nhỏ lớn lên như thế này là chưa từng ăn trái này. Là những người đã có gia đình có con hết rồi. Lột ra đi. Tự nhiên tự nhiên nó cục. Nè nhớ nè. Nhỏ một thời ăn dữ dội. Ăn cái kiểu gì mẹ? Nè lấy cái hột ăn nè. Đây giờ kè nè. Đây giờ. Phải lột ra. Tách cái hột ăn. Cái hột nhỏ má ơi, cái trái này nó bự à. Nhỏ cái tách ra như thế này và ăn thôi chứ lột gì nữa. Đâu phải trái điệp đâu mà lột. Cái điệp. Tôi chừng ra cái điệp má ơi. Cái gì vậy? Anh ngon không vậy? Ngon không? Anh có ăn trái điệp bao giờ chưa? Cái điệp là cái phượng cho trái điệp vậy. Ngon đi nè. Hơi già rồi. Ăn vô đau bụng y trái bây giờ. Cái này non quá. Bà đẹp cái gì. Mà nhỏ là cái tóc. Anh ăn thường thấy nó đánh tiền. Thường thấy đánh tiền hả? Ai cái bể quá. Đây là nó hơi già. Ăn đi. Ăn đi đau bụng nè. Cái này hơi già. Giấu ạ. Ha. Giấu đâu ăn được. Hái trái này ăn. Mày leo lên cây mà hái mày bẻ xuống ăn nguyên cái chùm chùm to. Ăn bỏ cái vỏ. Ăn biết ăn à? Ăn không? Bỏ cái vỏ rồi ăn đi. Dễ hơn bỏ vỏ. Nè, bỏ cái vỏ ngoài nè. Ăn cái ruột thôi. Ăn thôi chứ bỏ vỏ vậy. Dơ à, vỏ lượm dưới đất hả? Ê, bỏ đi cho vỏ nè. Anh lột cái trái cầm ra lấy ăn nó ngon mấy ơi. Nó thấy chưa? Con nó ăn rồi hả? Bà đẹp tôi thơ dữ dội cái con khỉ. Tôi thơ dữ dội cái ăn quá này. Đó, dạ, bà nè, giấu ở đây nè. Nè. Đó. Rồi xong giấu nhả nữa rồi. Ăn đi, giấu ăn đi. Cầm đi. Bà cầm đi. Rồi xong. Cái gì mà cầm đi. Cho con gái ăn quả này cho biết. Thôi đánh chàng rồi, đừng đưa nữa, nó ăn đâu. Đó, lộ cái vỏ ra. Già quá đó. Ừ, anh yêu lột cái vỏ. Nó hết trái điệp đó mà lột vỏ. Cái này ừ. Cái này phải lột ra được. Cái điệp đâu mẹ? Anh yêu lột ra nhiều ăn. Mẹ. Cái kia cái trái nó non xèo mà. Đó. Nó có một lớp vỏ dài ha các bạn. Cái này nó có lớp vỏ dài nè. Các bạn cái này đánh rất là đau mà. Đâu đẹp quá coi chừng ăn lộn trái bé ơi. Chứ keo bắt từng một thời ăn mà nghĩ sao lột này đó. Hồi xưa là hái như vậy ăn nè đây đó. Trái như vậy là ăn vừa nè. Trái đó là do nó già hả không? Sao nó nhỏ nhỏ xíu vậy không? Lột ra ăn. Hâu đình nè. Hâu đình. Tuổi thơ dữ dội đó. Ai đã từng ăn cái này gọi là tuổi thơ dữ dội đó. Ngon quá à. Dấu ăn không? Trời dấu bỏ một nắm ngay luôn rồi. Thấy dưa hấu toàn là dưa hấu không à. Dấu ăn quá. Ngon quá. Đó là cái mùi của hạt keo.
Này cầm mẹ cho em dấu. Nè cho dấu. Bỏ đi. Thôi cho em. Cho dấu hạt non. Em dấu ăn một cách ngon lành không? Nhả đi. Hù quá. Anh nhớ mấy kia nó ngon lắm mà, cái đấy đế như vậy. Nó vậy đó. Cái lợn vô hỏi bà nội tôi coi đúng ra cho ăn chậm nó đau bụng nó chả hết cả nhờ bây giờ. Một hồi ngon lành không? Ăn nó ngon. Dạ. Ủa, thấy dấu ăn ngon lành không? Nè cho con nói nè. Đây cái đó non quá lột không được không? Nè, đây. Như thế này mới lột. À. Em dấu ăn. Ăn một cách ngon lành luôn. Mẹ, cái này nó có giống như có thể làm thuốc được. Giống viên kẹo á. Cái gì hấu ăn không? Các bà nhỏ bây giờ không biết ăn quá này. Ôm lại tuổi thơ. Nhỏ thích ăn cái này. Mà nhỏ mày chiên đi hái cái này ăn. Dạ có đâu. Có nhỏ đâu có gì ăn đâu con. Phải ăn cái này chứ. Thưa mẹ phải dở hay là ngon? Ngon gì không? Thôi quá mày nhỏ ăn. Bao quên túi thơ của mình rồi. Hồi quá. Bao quên túi thơ của mình rồi. Bao quên là bấm nó thôi. Đúng là cái đây ăn xong rồi nó hôi cái miệng thiệt. Hôi cái miệng. Đúng rồi. Ăn xong rồi nó hôi rồi là mùi thơm một thú. Ờ, dấu ăn nữa không? Không. Dấu ăn hết chưa? Thúi. Dấu ăn ngon lành luôn, thấy dấu ăn chưa? Chù.